chờ một tiếng, khoảng một tiếng đổ lại để về, mà đường rất là xa. Không có cho hay nghe tin đồn bà con vòng vòng ở đây đi thì mình đi theo vậy đó. Cũng có lại tới thì đi lên tới, lên thì sẽ về mẹ đó đâu nữa. Coi như anh lên tới trên đó là bà con trên chùa là cứng cứng đông nghẹt trên đó hết luôn. Đứng bữa đó đứng lên là thấy chóng mặt luôn. Thấy dữ dằn lắm. Ở đây rồi đổ ra như dịch, như dịch hẳn lùa về, không có ai trị được cái gì hết. Rồi trị được mấy người ở đâu, ở ngoài Duyên Hải cách đây cách ra từ mấy chục cây à. Đây ở ngoài. Coi như người ở xa không mà không biết xa. Đó là có bệnh thật hay bệnh giả hay là sao mình không biết những trường hợp đó luôn nha. Anh đứng lại anh coi đừng chút thì ông vỗ không ha, ông vỗ đầu không ha, ông vỗ hai bên lỗ tai nè, người đó ngồi như ghế vậy nè, rồi bắt đầu ông vỗ kịch 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 vô hơn cái chài mà giả gạo đó, sao chịu nổi. Tôi nói đầu mũ đó chắc bể á, đâu thiệt. Ông nhỏ đó nó cầm mà nó đau mà nó la luôn á, la rồi nó đứng lên nó đi ra luôn chứ chỉ vậy. Dạ. Nó, sao chịu nổi, mà sức của ổng cao nghịu tướng của ổng cục tay bằng cục tay của mấy em vậy, sao chịu nổi. Dỗ chụp với thầy xăm xăm nó làm biếng. Như những ngày gần đây là anh có xem được những cái thông tin trên mạng xã hội không, cái vụ mà Lương Nghi Võ Hoàng Yên á? Có vụ Võ Hoàng Yên với bà Phương Hằng với ông Dũng rồi voi nè. Thì anh có đặt cái nghi vấn mà cái vụ mà Lương Nghi Võ Hoàng Yên, cái vấn đề mà có tí xíu nào dằn xít trong đó không? Anh cũng nghi nghi là cái xuống chiến đồi này cũng mục đích gì, chứ anh cũng không có nói ra với ai được. Anh không biết thì anh nói cũng nghi nghi, rồi nói là xây chùa rồi từ thiện gì, anh thấy có từ thiện gì đâu. Xuống đây thì nhiều khi anh khúc lúc anh về thì không thấy thu tiền, mà khúc sau này thì anh không biết nha. Lúc đó mà phiếu là phiếu của mấy y đem xuống, phiếu ghi cho chùa không có, viết thì mua bỏ bàn đầy luôn. Ghi địa chỉ họ tên vô. Mà mới ghi xong mà người ở địa phương mình ghi ngay ở địa phương này thì không chỉ rất là lạ. Rồi đưa vô cho lính ổng, lính hai ba người ông bóp ông tên y với mà áo dài được phụ nữ á đứng sau đó. Như là những cái người mà đến trị mà lúc đó anh là anh là còn nhớ được anh hả, những cái hoàn cảnh mà được thầy trị đó là anh còn nhớ được những hoàn cảnh đó. Nhớ nhưng mà không biết ở đâu, ở sao không? Ở xa là mình nhớ được cái khuôn mặt ấy, nhưng mà trong không biết anh ở đâu, nhưng mà ở địa phương mình là anh khẳng định là không có nha. Không có dân địa phương mình không có người nào thì bởi vì có anh nói là cả xã mình luôn hả? Cả xã mình luôn, không có luôn nhỏ chưa đó không có được thì người nào á. Vì là mai nhất là tính anh vẫn là mai phải không? Anh chỉ lên hỏi là trả lời cho anh là không trị bệnh được, con anh là bậm bị như là khờ là không trị được anh. Ông nói ông trị bại liệt với câm điếc không à. Ông nói gì vậy? Kêu vô con anh vô ngồi ghế rồi hỏi bệnh gì, nói chậm phát triển, nói ông kêu đứng lên đi ra đi, rồi ở đâu, nói ở gần đây cách đây có mấy trăm thước à. Anh trị không được đâu, cái này trị không được. Mấy con anh mới dẫn con anh chở đi về luôn. Anh đứng coi hồi anh mới đi về. Dạ. Nó nói thầy khùng như đồ cái gì mà sàm sàm, anh coi hồi cái anh thấy dỗ vậy thôi. Về dẫn con nó lắc đầu, anh thấy dỗ. Dỗ bạch. Thì bởi vì bây giờ có những cái người trực tiếp chứng kiến mà đợt mà dỗ bằng yên thầy. Cái hoàn cảnh kia đó, cái thu nhập Phật, lúc đúc kết ra coi nó sự gì nó có đúng hay không đúng. Thì cũng may là hôm đó là có anh ở đó trực tiếp chứng kiến luôn. Anh lên đó mà cách trị bệnh của Võ Hoàng Yên. Anh coi rõ ràng. Ngay cả là con anh dẫn con anh lên luôn mà Võ Hoàng Yên vẫn không trị bệnh cho con anh. Bây giờ mấy hoàn cảnh mình đâu biết ở đâu. Anh ở đây mà anh còn biết ở đâu nữa. Phải tụi em tính là lên đây là coi vòng đây có cái hoàn cảnh nào. Không biết là phải có nãy giờ anh xúc anh xúc đi rồi mới thiệt. Tại đây là không cho trị. Cô biết dẫn ở đâu xứ đâu rồi, phải dần dần ở đây có là anh biết là anh dạ. Đi à, anh chở đi à. Dạ. Nãy giờ bố anh em mình đi rồi, mà đâu để. Bởi vì rất là. Rồi biết ở đâu, dân ở đâu đi, người ta đi xe du lịch xuống á. Dân ở đâu lại không chứ. Dân ở đâu lại rồi bó tay luôn. Còn hôm nay là anh đang coi á,
là mình xem mấy bữa nay đang theo dõi. Coi như lúc trước á, thì anh cũng đã có đặt cái nghi vấn trong đó rồi ha, lúc mình xuống đây trị bệnh á. Thì cái lúc đó là anh đã nghi vấn là anh không, anh đưa con về luôn không? Đưa về luôn, không nói không trị gì hết á. Nói xong rồi kỳ vậy trời, cũng thầy rồi mấy thằng ở đây hỏi sao về sớm vậy đó thầy. Vì ai biết ở đâu đụng mà chị ở đâu không, chị nói chị câm điếc gì rồi con tao bẩm sinh chị không được anh cho về. Nói gì kỳ vậy, con may với chị được á. Nói ừ anh mới trở về luôn rồi không biết sao. Thì bởi vì mình trước giờ mình chưa có trực tiếp mình xem được cách trị bệnh, mình chỉ xem qua cái mạng xã hội YouTube hay Facebook thì thôi. Hỏi mấy em chưa có chứng thực luôn, luôn. Chưa chứng thực. Một số không kìa mà bán xấu kìa. À, kết thúc đi. Này. Rồi. Thôi. Cảm ơn những sự chia sẻ của anh. Rồi, không có gì đâu. Dạ thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Người thật việc thật chia sẻ cái hoàn cảnh cái đợt mà trị bệnh của Liên Hiệp Võ Hoàng Yên thì mấy em mới biết được. Mấy em cập nhật thêm thông tin để cho các cô chú anh chị gần xa người ta biết rõ được cái hoàn cảnh cái sự việc như thế nào. Mà từ hồi đó giờ là chỉ về cho chúng mình một lần đó à, mất tích luôn. Được một lần thôi. Một lần mà xuất hiện trị bệnh khoảng được hơn tiếng đồng hồ hả? À, cả tiếng không tới tiếng rưỡi, tiếng 20 phút, tiếng 15 phút là giọt rồi. Dạ. Ở đây dân ta đây người ta lên trễ đi mất tiêu rồi. Rồi đồ chai đồ gì tém đi hết. Dạ. Dạ thì em cảm ơn anh rất là nhiều nha anh bé hai. Rồi có gì đâu em. Thì... có gì thì tới đây thì có gì khó khăn thì alo cho anh. Dạ cảm ơn anh. Thì cũng nhờ anh chia sẻ thông tin rất là bổ ích luôn. Các cô chú anh chị gần xa mình đang quan tâm đến vấn đề của Lương Nghi Võ Mạng Yên. Thì có gì cũng nhập thêm cho cô chú anh chị biết rõ. Thì cô chú anh chị đã đăng ký kênh thông báo để cô chú nhập thêm mới nhất của cô chú anh chị. Và cũng cảm ơn nói tích nói chút nào á chị câm với điếc này vô uống vỗ cái đầu người ta chịu không nổi rồi hồng ta không chị dạ. Không chị rồi ta đi về rồi chùa đâu cũng làm đồ ăn đồ dữ lắm mà biết nhận tiền không tiền thì mình không biết anh coi có chút anh đi về các rồi ở trển xuống trước rồi ở đây đâu có đi chị ai đâu ở đây người, không chị ở đây người ta đâu có biết thông tin rồi người ta xuống kẻ thì ngay cái buổi đó thì tại sao mà không chị luôn. Ừ, bởi vì cái mấy cái chỗ xa đó ta lại trước, ta lại chờ ông trước. Có bắt phiếu không anh? Phiếu bắt, bắt số ghi họ tên địa chỉ đàng hoàng. Dạ. Rồi lính ổng á, mấy người đi theo á, coi địa chỉ, ổng mới nhận phiếu. À, nhận phiếu điều chỉ nha. Còn còn ở địa phương ở đây thì ổng nói ổng không trị. Ổng nói là bệnh này không phải ổng trị. Dân ở đâu về không ạ? Dân ở địa phương không có một người nào. Hai cái điểm mình điểm là lạ luôn á. Làm sao mà biết mình ở đây mình còn chưa biết sao ở sao biết trước cái thứ nhất là không thông báo cho địa phương cái thứ hai mà sao mà những người lạ đây có biết cái chỗ này là chờ trước ổng nữa địa điểm chờ trước ổng nữa bởi vì mấy cái này nó trùng hợp với những cái mà khi mà nói ra cái là thấy nó cấp khớp đúng không nó trùng với cái ví dụ mà bà Hằng nói bà Hằng với Dũng đâu nói đó. Trước giờ chỉ xem trên mạng thôi thì thấy đó, chữa cái nào cũng được hết trơn cái nào cũng hay dạ. Ở đây có điều trị có chị có người câm điếc phải không chị coi sao dân địa phương đây nãy giờ anh dẫn đi tư vấn hả dạ. Đúng không nhưng mà anh ở đây không có luôn anh biết bởi vì bây giờ mà là mình không kiếm được cái người để được công điếc đó luôn. Coi như đầu mối người ta không có cho ấy mà người ta làm là không có để đâu như cái người ta đã quay xong rồi người ta dọn gì hết luôn á. Trong trận cũng trong cái kiếp. Dàn dựng mà. Coi đây. Đây kiếp. Thấy nói ra nhầm cái giống hệt như cái trường hợp xuống ngay đâu vậy hên. Cái đợt mà ông Dũng á, ông Dũng nói còn hay hơn nữa. Đợt lên trên huyện Thất Sơn, Thoại Sơn vậy đó. Lừa tài sản gần đến 1.000 tỷ. À, sư phụ nè. Ổng nè. Dạ, dạ. Trời ơi, ổng mà cháy thành cho anh mà nhìn ra ổng. Nổi tiếng mà anh, người nổi tiếng mà. Thiệt á.
Thưa, thưa mấy chú con. Dạ. Nhưng mà ông mình chứng nợ gì mà chuyển vô tên là cha vợ, em vợ, cậu vợ, gì vợ gì. Cái tài khoản đó là Mỹ mới nói là gì, tài khoản không phải của người bệnh, toàn là mấy người dòng họ và dòng họ bên vợ ổng với bên ổng không à. Ngủ vợ bên ổng không. Trời ơi. Thì bây giờ đó không, đúng là không ngờ cái vụ này mà lại lùm xùm. Bình thường là trước giờ người ổng là người nổi tiếng mà người ta ngưỡng mộ vậy. Mà nổi tiếng như Võ Hoàng Yên này xuống đây anh không công nhận đâu. Nói thiệt, nổi tiếng đâu chứ ở đây không, thì mấy em nhiều người người ta chỉ là nhìn qua được cái mạng xã hội thôi chứ đâu trực tiếp được giống như anh vừa rồi đâu. Anh trực tiếp xem được cái cách trị bệnh và cách chữa bệnh cho người dân thế nào thì anh mới biết được. Còn mấy em như hiện tại vẫn chưa biết, vẫn chưa tiếp xúc được. Ờ, đúng rồi. Đông sẽ thấy thì nó khó khăn lộ đúng rồi. Tại vì khi ông chú ý ông xuống ông quay cái clip của ông quay lắm, quay nhiều lắm, quay cái clip để ông thì được á. Quay á thì nếu ông làm cái bằng chứng cho bà biết cái câu quay coi được thì không chứ dở lỡ mà mấy người mà không không có biết gì trên là chữa không được thì sao. Thì đó là mất danh tiếng ông đó. Làm gì phải chắc cũng có liên hệ qua chùa chứ sao mà kỳ vậy ta. Thì chùa nó cũng phải một cái gì đó. Theo mình suy nghĩ mình cũng biết. Để liên kết gì đó thì coi coi anh xuống anh nhờ ta giúp được. Qua chùa hay qua địa phương chứ sao mà kỳ, có qua địa phương chứ. Có gì đó. Đây thì mình đi vòng vòng.